Chào các bạn. Cái vụ lùm xùm giữa học đường tại Hà Nội mà trong thời gian vừa qua thì đã khiến cho Vinamilk chịu rất nhiều những cái bất cập trong cái việc kinh doanh. Và thưa với anh chị em và các bạn thì cái vụ này đã được Vinamilk ký đề nghị Bộ Công an vào cuộc. Một bài báo trên Vietnam Finance thì trong ngày hôm qua thì công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk mã chứng khoán trên sàn là VNM. Mã chứng khoán trên sàn là VNM vừa có đơn kiến nghị gửi Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đề nghị điều tra mục đích động cơ các bài viết về sản phẩm phục vụ chương trình sữa học đường tại Hà Nội. Và trong cái đơn kiến nghị lên Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thì Vinamilk cho biết trong thời gian qua một số thông tin được đăng tải theo hướng tiêu cực về chương trình sữa học đường Hà Nội dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều, gây tâm lý hoang mang cho các bậc phụ huynh có con trong độ tuổi uống sữa. Trong đó thì đặc biệt là thông tin về 14 loại vi chất dinh dưỡng có trong sản phẩm sữa học đường. Liên quan đến vấn đề này thì Vinamilk khẳng định sản phẩm sữa tươi tiệt trùng nhãn hiệu Vinamilk 100% sữa tươi học đường hoàn toàn phù hợp với yêu cầu về chất lượng đã được quy định. Vinamilk viện dẫn sữa được chế biến từ sữa bò tươi nguyên liệu đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sữa tươi nguyên liệu theo thông tư số 29/2017/TT-BNNPTTN ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Đồng thời thành phần có đường trong hoặc không đường, không sử dụng chất bảo quản, sản phẩm phù hợp với quyết định của Chính phủ, của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời đối với các sản phẩm sữa tươi. Nói chung là Vinamilk viện dẫn rất nhiều các lý do, những cái vấn đề để có thể chứng minh rằng là sữa học đường phải có những thành phần bổ sung bắt buộc theo quyết định 1340 của Thủ tướng, quyết định ngày 8 tháng 7 2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về cái chương trình sữa học đường nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ Việt trong đến năm 2020, gọi tắt là quyết định 1340. Trong đó thì quy định rất cụ thể đáp ứng nhu cầu sắt, canxi, vitamin D của trẻ theo mẫu giáo và tiểu học thêm 30% vào năm 2020. Và cũng theo Vinamilk thì ngoài việc đáp ứng đủ các vi chất bắt buộc nêu trên, sản phẩm sữa học đường Vinamilk còn bổ sung thêm 10 loại vitamin khác bao gồm là B3, vitamin C, A, E, B1, B2, K1, B6, B5 và bốn cái loại khoáng chất gồm iốt, kẽm, đồng và selen. Giải thích về việc bổ sung vitamin và khoáng chất, Vitamilk cho biết điều này hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Bộ Y tế trong nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt do Bộ Y tế ban hành theo quyết định số 44 và số 43 ngày 24 tháng 11 năm 2014. Bài báo này thì nêu rất nhiều những vấn đề và khẳng định rằng là cái việc mà thêm các vi chất của Vinamilk là hoàn toàn phù hợp. Tất nhiên, câu chuyện này thì nó bắt nguồn từ đâu? Thưa với anh chị em và các bạn thì trong thời gian gần đây thì trên cái trang báo của giáo dục.net thì số lượng bài viết nói về cái sữa học đường có thể nói là dày đặc. Trên màn hình của anh chị em và các bạn thì đang nhìn thấy tôi đếm sơ qua thì nó khoảng tầm 14-15 bài viết nói về câu chuyện về sữa học đường, đề nghị lãnh đạo Hà Nội chỉ đạo làm rõ thêm 14 chất khác vào sữa học đường thì đúng hay sai như thế này kia. Thì trang báo này thì đứng ở vai trò là người tiêu dùng thì họ đang muốn làm rõ xem tại sao Vinamilk lại thêm một số chất khác vào cái việc đúng sai thì chúng tôi sẽ không bàn tới trong cái câu chuyện mà trao đổi và chia sẻ với anh chị em và các bạn trong buổi hôm nay. Chúng tôi sẽ bàn tới với anh chị em và các bạn một vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, liên quan tới câu chuyện là Vinamilk đã làm việc gì và đã phát triển như thế nào trong suốt thời gian vừa qua. Thì đối với những người tham gia lĩnh vực đầu tư tài chính, lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì họ đã không, tức là rất đơn giản và thậm chí là rất bình thường khi anh chị em và các bạn có thể công nhận với Thắng ơi rằng là Vinamilk là một trong những doanh nghiệp phát triển mạnh nhất và bền vững cũng như tạo ra được công ăn việc làm, tạo ra được lợi nhuận cho phần đa các nhà đầu tư có tham gia đầu tư Vinamilk trong suốt 30 năm trở lại đây. Tại sao Vinamilk làm được cái điều này? Tại sao Vinamilk có tốc độ tăng trưởng rất tốt? Tại sao Vinamilk có biên lợi nhuận khá là cao? Thì điều này mới là điều đáng quan tâm của dân đầu tư tài chính. Còn câu chuyện mà chỉ là một cái vụ việc, chỉ là một cái câu chuyện của việc sữa học đường thì nó cũng không phải là vấn đề quá lớn đối với lại chúng ta. Chúng ta sẽ làm rõ ngay trong ít phút sắp tới. Trước khi làm rõ cái câu chuyện này thì chúng tôi xin phép được điểm qua những gì mà Vinamilk đã làm được trong suốt thời gian vừa qua. Trên màn hình quý anh chị em và các bạn thì chúng ta đang thấy cái tổng quan về công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk.
Công ty này được thành lập vào ngày 20 tháng 8 năm 1976, dựa trên cơ sở tiếp quản 3 nhà máy sữa của chế độ cũ, nhà máy sữa Thống Nhất, nhà máy sữa Trường Thọ và nhà máy sữa bột Deluxe vào tháng 3 năm 1994, thưa anh chị em và các bạn. Thực chất thì doanh nghiệp này là một trong những doanh nghiệp có sự phát triển bền vững, và chúng ta sẽ không lướt qua quá dài cái khoảng thời gian. Anh chị và các bạn có thể nhìn trên màn hình thì sẽ thấy doanh thu của Vinamilk trong suốt một chặng đường dài. Chúng tôi sẽ lướt cho anh chị em và các bạn cho hết số liệu của một cái trang web tài chính luôn. Bắt đầu từ năm 2004 tới nay, tức là chúng ta sẽ lướt qua dữ liệu khoảng 15 năm trở lại đây, thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinamilk bắt đầu từ năm 2004 thôi. Vì trước đó nữa thì chúng ta tạm thời là gác lại, chúng ta chạy số liệu 15 năm. Thì doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinamilk từ năm 2004 thì đã là trên 4.000 tỷ rồi. Điều đó có thể chứng tỏ một điều rằng là từ những năm 2004 thì cái phần gọi là thị phần của sữa của Việt Nam thì nằm trong tay Vinamilk. Và những năm về trước thì cái giá vốn hàng bán của Vinamilk chiếm cái tỷ lệ khoảng 4.000 tỷ doanh thu thì hơn 3.000 tỷ là giá vốn hàng bán, tức là chiếm khoảng 75%. Và cái lợi nhuận gộp của Vinamilk thì nó nằm ở khoảng 1.000 tỷ. Tính trên cái tỷ lệ thì chúng ta có thể tính như thế này. Đây, phía dưới này đã có tính rồi. ROA của Vinamilk là 23,55%, ROE là 30%, còn ROS là 17,35%. Tức là các cái chỉ số tài chính đã được tính toán ở đây căn cứ theo cái năm rồi. Và trên màn hình thì chúng ta đang thấy là cái năm, sorry anh chị em và các bạn, chúng tôi nhìn nhầm. Đây, 2014 đây. ROA là 20%, ROE là 27,95%, ROS chỉ có 12,25% thôi. GOTS thì 25,09%, DAS thì 27,55%. Như vậy thì điều gì đã làm nên một Vinamilk mà phát triển trong vòng 15 năm trở lại đây thì tốc độ tăng trưởng về doanh thu là cực kỳ lớn. Anh chị và các bạn có thể thấy, chúng tôi lướt trên màn hình để thấy được rằng là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinamilk càng ngày thì càng tăng cao, mà giá vốn hàng bán thì càng ngày càng thấp đi. Đây, anh chị em và các bạn nhìn thấy không ạ? Đến năm 2014 thì doanh thu của Vinamilk đã tăng gấp 10 lần sau 10 năm. Mỗi năm thì tăng doanh thu tăng 1 lần. Và năm 2014 thì Vinamilk đã bước tới cái ngưỡng cửa của doanh thu là 35.000 tỷ, với cái giá vốn hàng bán khoảng 22.000 tỷ và lợi nhuận gộp lên tới 12.000 tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Tiếp tục những năm tiếp theo, chúng ta thấy đấy, trên màn hình nó đang chạy. Và chúng ta thấy rằng là đến năm 2018 thì doanh thu của Vinamilk đã cán cái mốc 52.000 tỷ, gần 53.000 tỷ, thưa anh chị em và các bạn. Và một điều thực sự là rất bất ngờ, đó là anh chị em và các bạn để ý kỹ, chúng ta sẽ thấy giá vốn hàng bán chỉ có 27.900 tỷ thôi. Đây là một cái thứ mà một doanh nghiệp lớn như Vinamilk làm được mà không phải một doanh nghiệp nào cũng có thể làm. Điều này là điều thực sự là thần thánh trong cái lĩnh vực kinh doanh đồ uống, và sữa là một trong những cái mặt hàng trực thuộc, tức là thuộc cái lĩnh vực là đồ uống. Và cái lợi nhuận gộp của Vinamilk thì chiếm tới, thưa với anh chị em và các bạn, thì chúng ta nhìn cái lợi nhuận gộp với cái tỷ lệ mà năm 2018 đây, anh chị em và các bạn, trên màn hình anh chị em và các bạn sẽ nhìn thấy cái tỷ lệ lợi nhuận gộp cho năm 2018 nó chiếm đâu đó khoảng 40%, thưa anh chị em và các bạn. 40% thì điều gì làm nên cái câu chuyện này? Thì đương nhiên thì chúng ta phải làm rõ là giá vốn hàng bán nó thấp. Tại sao giá vốn hàng bán lại thấp? Trong khi các nước trên thế giới về việc sản xuất sữa bò tươi nguyên chất và cái thời gian bảo quản của sữa bò chỉ khoảng đâu đó 6 đến 7 ngày. Trong khi cái sản phẩm của Vinamilk thì là cái thời gian bảo quản lâu hơn. Và trong số những cái gọi là sữa bò tươi nguyên chất thì có cái nào là cái sữa hoàn nguyên hay không? Cái sữa hoàn nguyên, cái câu chuyện của Vinamilk, chúng ta, một số anh chị em và các bạn ít khi đặt cái câu hỏi tại sao cái lợi nhuận gộp bán hàng lại cao như thế, tức là chiếm gọi là 40% doanh thu, lợi nhuận gộp chiếm 40% doanh thu. Một doanh nghiệp mà có lợi nhuận gộp chiếm 40% doanh thu như vậy thì thực sự là rất rất cao đó anh chị em và các bạn. Và lợi nhuận sau thuế là trừ hết là chiếm khoảng 20%, tức là 10.000 tỷ trên tổng số 52.000 tỷ doanh thu. Đó là một câu chuyện thần thánh anh chị em và các bạn. Để làm được cái thần thánh này thì hãy suy nghĩ, anh chị hãy suy nghĩ rằng là phải làm ở đâu mà ra câu chuyện đó. Chúng tôi thì có một câu nói đùa trong giới marketing, những anh em làm marketing trong giới thì có câu nói đùa là
nhờ vào marketing, nhờ vào bộ phận marketing mà Vinamilk đã làm được một cái điều thần thánh. Tức là chúng ta đang thấy cái câu chuyện ngoài thị trường mà lâu nay thì TH Milk, tức là một cái doanh nghiệp sữa mới, họ đang muốn chính phủ cũng như là các đơn vị chức năng làm rõ câu chuyện sữa nào là sữa bò tươi nguyên chất và thời gian gọi là sử dụng, cũng như là sữa nào là sữa hoàn nguyên. Bởi vì đây là một trong những cái thứ đem lại cái lợi thế cạnh tranh rất lớn cho các công ty sữa. Sữa hoàn nguyên thì có biên lợi nhuận rất cao, bởi vì chúng ta gọi là nhập sữa bột về, sau đó thì hoàn nguyên, tức là thêm nước vào theo tỷ lệ gọi là trước đó thì sữa bột thì được gọi là chiết nước ra, thì sau này thì chúng ta hoàn nguyên lại. Thì cái chi phí mà nhập sữa bột nó sẽ rất thấp, nó thấp hơn rất nhiều so với việc sản xuất sữa bò tươi mà của nông dân Việt Nam làm. Và không khó thì anh chị em và các bạn thấy rằng là 52.000 tỷ doanh thu là sữa của Vinamilk. Hiện tại thì các nông trường sản xuất và nuôi, tôi gọi là nuôi bò, thì không thể đáp ứng được tổng số doanh thu này. Và không chắc chắn với anh chị em và các bạn là trong số những cái sữa mà Vinamilk bán ra trên thị trường thì có sữa hoàn nguyên. Và câu chuyện của sữa học đường với cái những bài báo của báo Giáo dục Việt Nam thì chúng ta sẽ phải hiểu thêm một vấn đề nữa, đó là chưa phải là câu chuyện đúng sai với 14 cái hoạt chất có trong này. Mà câu chuyện này nó nếu leo thang, nếu Vinamilk đưa ra câu chuyện là nhờ Bộ Công an vào, thì chúng tôi nghi ngờ câu chuyện cuộc chiến pháp lý giữa Vinamilk và báo Giáo dục Việt Nam và một số trang báo sẽ đẩy cái câu chuyện làm rõ sữa hoàn nguyên và sữa gọi là tươi 100%. Trên thế giới thì sữa tươi 100%, tức là sữa tươi mà không phải là sữa hoàn nguyên ấy, thì thời gian bảo quản của nó là rất ngắn. Chúng ta có thể uống sữa tươi Long Thành Milk này, chúng ta có thể uống sữa Đà Lạt Milk. Chúng ta sẽ thấy là các cái sữa này cần phải có cái chế độ bảo quản trong cái ngăn mát và ở một cái nhiệt độ, và thời gian sử dụng nó rất là ngắn, rất là ngắn. Còn những cái sữa mà chúng ta thấy là mua lốc ở bên ngoài ấy, thời gian bảo quản rất rất dài, có thể là lên tới 50 ngày thôi anh chị em và các bạn, tức là khoảng 3 tháng, sắp xỉ 3 tháng gì đấy. Tôi không biết số liệu chính xác. Tôi không phải là dân chuyên trong lĩnh vực sữa nên tôi không bàn nhiều về cái câu chuyện là đúng sai trong câu chuyện sữa làm thế nào. Nhưng tôi là người đầu tư tài chính, tôi hiểu được cái bản chất của câu chuyện là Vinamilk có được cái lợi thế cạnh tranh này. Nó nằm ở vấn đề là chúng ta đang không làm rõ cái vấn đề là sữa hoàn nguyên và sữa gọi là sữa tươi. Và từ đó thì sau này nếu làm rõ câu chuyện này thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái giá thành của sữa tươi và cái sữa hoàn nguyên nó khác phải khác nhau. Thì khi mà nếu mà làm thay đổi câu chuyện này thì cái giá vốn hàng bán của Vinamilk sẽ thay đổi. Và giá vốn hàng bán thay đổi thì lợi nhuận gộp và về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Vinamilk sẽ không thể đạt được 40% nữa. Đây là câu chuyện cần phải lưu ý. Để khi mà chúng ta đầu tư vào Vinamilk, đầu tư vào một doanh nghiệp mà đã đem lại cái thành công cho quý anh chị em và các bạn trong vòng 30 năm trở lại đây. Những người đầu tư vào Vinamilk chỉ cần cách đây 10 năm thôi đã có những cái thành công. Tức là ngày xưa bỏ ra 1 tỷ thì bây giờ chắc chắn có trên 15 tỷ đồng. Trên 15 tỷ đồng khi đầu tư vào Vinamilk. Thì hãy nghiên cứu và cân nhắc lại vấn đề này. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay thì chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Hy vọng rằng là những cái gì mà chúng tôi nói, chúng tôi phân tích sẽ đem lại những hiệu ích cho quý anh chị em và các bạn. Mong rằng quý anh chị em và các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và đồng hành cùng với Thắng ơi, like và chia sẻ cũng như là để lại những bình luận của mình trong cái chương trình trong thời gian sắp tới.